Uh, xin chào các bác các anh chị nhé uh, Thì uh, hôm nay em lại tiếp tục có thời gian ra vườn Để quay cho các bác về những cái mô hình Trồng cái cây uh, kỳ nam uh, thực tế tại Việt Nam Đấy. Uh, Thì uh, rất là nhiều bác uh, có uh, nhắn tin, gọi điện cho bên em uh, Hỏi về cái uh, cách trồng và cách chăm sóc của cái cây kỳ nam uh, Cây kỳ nam này trồng ra thì hay bị mắc cái sâu bệnh gì không? Đấy thì hôm nay em sẽ lên cho các bác một cái video để uh, giới thiệu cho các bác cũng như là giúp các bác uh, có thể trồng và chăm sóc cái cây uh, kỳ lam một cách uh, hiệu quả nhất. Đấy. Thì đây là một cái uh, mô hình đang được uh, bên em triển khai trồng để uh, làm kinh tế cũng như là giới thiệu đến các bác uh, cũng như làm mô hình cho các bác có thể đến tham quan uh, thực tế về cái cây kỳ nam này đấy thì cái cách trồng và cách chăm sóc của cây kỳ nam này thì rất là dễ đấy đối với khoảng cách trồng nhé khoảng cách trồng của cây kỳ nam thì hiện tại như bên mô hình của vườn bên em đang trồng thì trồng khoảng cách mỗi cây như này thì nó sẽ rơi vào khoảng là một mét một cây các bạn ạ. đấy cây cách cây là một mét và hàng cách hàng của nó là sẽ rơi vào khoảng một mét rưỡi các bác nhé hàng cách hàng như này là một mét rưỡi đấy đấy là cái mô hình bên em trồng là theo uh, tiêu chuẩn đấy các bác nào mà có đất mà muốn trồng rộng ra hơn thì các bác có thể trồng khoảng cách là một mét rưỡi cây 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 một mét rưỡi hàng cách hàng khoảng 2 mét thì cũng được các bác nhé các bác không nên uh, trồng với khoảng cách xa quá đấy, tại vì cái cây trầm hương kỳ nam ấy thì nó là một trong những cái dòng cây nó phát tán rất là ít, đấy chính vì vậy mà nó sẽ không chen chúc nhau như những cái dòng cây gỗ quý khác đấy, có những cái cây gỗ quý của Việt Nam ấy thì bác trồng khoảng cách nó có thể lên đến 3 mét, 5 mét trên một cây, nhưng mà đối với cây kỳ nam ấy nó sẽ vươn thẳng nhiều đấy và tán nó sẽ rất là nhỏ. Chính vì vậy nó nó sẽ không tranh chấp cái ánh nắng của nhau. Đấy nên là nó sẽ phát triển rất là tốt. Đấy. Còn về cái vấn đề mà uh, cái uh, cách uh, chăm sóc ấy thì uh, đối với cái uh, cây uh, kỳ nam này thì các bác uh, uh, lên làm cỏ uh, cho cây. Đấy, lên làm cỏ cho cây để uh, uh, cây uh, nó có cái độ mát của cái gốc. Đấy đây bên em làm cỏ bên em sẽ úp hết cỏ vào gốc này. Đấy sau đó úp hết cỏ vào gốc và bên em đang bón phân bón phân phân ủ đấy phân ủ để cho cây nó có chất để bắt đầu có độ vươn của cây các bác nhé đấy thì đối với cái cây kỳ lam này á cái thời gian đầu khi các bác mới trồng ra thì các bác hầu như là không phải bón phân đấy khi các bác trồng ra được khoảng à, 2 đến 3 tuần thì bắt các bác bộ rễ của cây nó đã ổn định rồi thì các bác bắt đầu có thể bón phân nhé các bác lưu ý là bón phân là cách gốc khoảng tầm 10 phân đấy không nên đổ phân trực tiếp vào gốc nhé để tránh cây bị gốc cây bị nóng và có thể là thối dễ các bác ạ. còn cái vấn đề về sâu bệnh ấy, thì cái cây kỳ lam này thì là một trong những cái dòng cây mà hay bị sâu ăn lá nhất các bác ạ đấy cái lá của cái dòng cây kỳ lam này thì hầu như là rất là hay bị uh, cái uh, bệnh sâu ăn lá. Sâu ăn lá thì rất là nhanh các bạn, nó chỉ ăn uh, trong một hai ngày có thể uh, uh, có thể là lá của nó sẽ trụi hết luôn. Đấy, cái sâu ăn lá này các bác uh, khi các bác phát hiện ấy, phát hiện là có tình trạng là sâu ăn lá thì các bác có thể phun phun thuốc lá, phun thuốc uh, sâu trên lá thì uh, hoặc có, uh, cái các bác có thể phun thuốc muối thôi, phun thuốc muối trên lá, phun qua một lớp một lớp uh, thuốc uh, côn trùng thôi là À, cái con sâu này nó sẽ rụng dụ hết dụng hết mà cái thời gian sâu ăn lại thì nó sẽ rất là dài đấy nên là các bác uh, uh, lưu ý cái vấn đề sâu ăn lá các bác nhé uh, Cái uh, cây giống kỳ lam này thì uh, hiện nay Thì uh, nó mới du nhập về Việt Nam được khoảng uh, uh, Hơn 2 năm thôi, hơn 2 năm nay uh, Chính vì vậy mà cái cây kỳ lam này là một trong những cái dòng cây uh, có tiềm năng kinh tế rất là lớn đấy à, khi các bác đầu tư cái dòng cây này ấy, thì yên tâm là cái uh, dòng này nó sẽ cho hiệu quả kinh tế rất là cao đấy thì uh, video này em cũng đã giới thiệu cho các bác uh, những cái vấn đề hay thường gặp mà uh, cái cách chăm sóc và các uh, vấn đề sâu bệnh của cái uh, cây uh, kỳ Lam này rồi đấy các bác nào còn những cái câu hỏi về cái cây uh, kỳ lam thì có thể uh, À, bình luận ở video hoặc là có thể uh, gọi trực tiếp để em được uh, tư vấn cho bác nhé. Uh, video này cũng xin tạm dừng tại đây. Uh, xin uh, kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.